Hôm nay mình thu hoạch mấy trái bơi đặc biệt nhà mình nha các bạn. Mời các bạn xem mình thu hoạch mấy trái bơ nhà mình nha. Cây bơ coi ra khủng khiếp rồi không? Trái màu xanh cây bơ này nó rất đặc biệt nha các bạn. Thế mà nó ra nó từ màu xanh mà nó chuyển qua màu đen á là bắt đầu chuẩn bị từ từ nó chín á. Các bạn thấy không? Cây bơ mình nó ra khủng khiếp ghê không? Hàng năm nó ra rất là nhiều luôn, ít nhất cũng phải là 40-50 trái á, là ít á. Chưa tính mà nó rụng nữa. Các bạn thấy đã ghê không? Bơ này á, mình đúng ra mình ra mình làm avocado shake á. Nít nó rất là thích uống trong mùa hè các bạn. Hay là mình làm taco mình ăn cũng ngon lắm á. Nó ra toàn tèn quá trời nhiều thấy không? Đây. Ra khủng khiếp luôn. Nhiều quá nó mọc tới toàn ten tới lúc ở dưới đất tới sàn nhà của mình luôn nè các bạn. Trái đen này coi bộ nó chín rồi nè. Đây mình bẻ các bạn rồi. Cái đèn all the way around luôn nè. Bẻ nó nha. Đó, thấy không? Nhìn ngon ghê không? Cái hướng bên đây thì cũng đầy tràn nè, nó mọc hai ba hướng luôn. Các bạn thấy nhiều ghê không? Độc địa khủng khiếp thiệt. Nhiều khi hàng năm nó ra nhiều quá mình cũng không biết ăn gì cho nó hết đó các bạn. Khi mình cho cái người hàng xóm mình á, với mình cho cô giáo của mấy đứa nhỏ mình đi học á, người Mỹ người ta rất là thích ăn mấy cái trái bơ này nha các bạn. Cái trái mà toàn tèn ngay chính giữa cây này thì nó chưa có chín nè. Các bạn thấy nó xanh không? Từ từ nó đen lên thấy không? Ra quá trời khủng khiếp luôn. Đầu nào góc nào cũng có hết á. Rồi bây giờ mình thu hoạch được một thao các bạn, chừng hai mấy trái. Tại nếu mà mình không có bức á thì nó sẽ rụng, nó rớt xuống á, rồi nó dập mất các bạn. Đây cái cuống còn tươi luôn các bạn thấy không? Nhìn đã ghê không? Nó đen mình bỏ trong nhà chừng đôi ba ngày thì nó chín à, chắc cả một tuần thì chắc nó mềm xèo à. Thôi mình xin ngừng cái video ngay đây nha. Mình hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau. Bye bye.